Chào các bạn, trong video này tôi sẽ so sánh những cái điểm khác nhau giữa Canon R và Canon R6. Tôi sẽ không đi phân tích chi tiết về từng máy và sẽ chỉ nói lên những cái điểm nổi bật của hai máy ảnh này thôi, để các bạn xem rằng là cái máy ảnh nào phù hợp nhất với mình. Máy ảnh Canon R thì ra mắt ngày 25 tháng 10 năm 2018 và đã được 5 năm trôi qua, thì hiện nay giá vào khoảng 24 đến 26 triệu tùy chất lượng mỗi máy. Ngày đầu mới ra thì máy này tầm khoảng là gần 60 triệu. Trong khi đó thì Canon R6 ra đời vào ngày 9 tháng 7 năm 2020, sau 2 năm sự ra mắt của Canon R. Giá máy ảnh này hiện nay dao động từ tầm khoảng 36 đến 39 triệu tùy từng máy. Lúc mới ra thì cũng có giá khoảng 60 triệu. Có vẻ như là cái sự khác biệt, sự mất giá của Canon R6 nó có vẻ ít hơn so với Canon R. Nội dung tôi chia sẻ gồm các phần như sau. Phần thứ nhất đó là cái sự khác nhau về mặt thiết kế và cách sử dụng của hai máy ảnh. Phần thứ hai là các tính năng về chụp ảnh. Phần thứ ba là các tính năng về quay phim. Và phần cuối cùng tôi sẽ nói đến đó chính là cái khả năng kết nối và cái tính hiển thị. Phần 1 đó là cái sự khác nhau về thiết kế và cái cách sử dụng của hai máy ảnh này. Kích thước của hai máy ảnh này về cơ bản nó khá là tương đương nhau, trong khi cân nặng của Canon R thì nhẹ hơn một chút, khoảng 100g so với Canon R6. Thì hai máy ảnh này đều có nút tắt bật nằm ở bên tay trái, còn các phím chức năng thì nằm bên tay phải. Vị trí các nút M và FN, tức là multi function ấy, đa chức năng, thì rồi nút record, rồi là nút lock đều nằm ở bên tay phải. Sự khác nhau chính ở đây nằm ở cái màn hình của Canon R và cái núm xoay chính của Canon R6. Thì hãy cùng nói một chút về hai vị trí này, vì chúng mang đến các thao tác sử dụng gần như hoàn toàn khác nhau, đồng thời cũng mang đến cho người dùng các tính năng mà cái máy này có, trong khi đó máy kia lại không có. Thì Canon R6 thì có đặt một nút Movie Mode nằm ở núm xoay chính. Điều này sẽ hạn chế cái tính linh hoạt và hạn chế những tính năng quay phim hơn là so với Canon R. Khi mà chuyển sang chế độ này thì Canon R6 sẽ chỉ có hai chế độ là tự động và auto. Trong khi đó thì Canon R thì điều khiển hoàn toàn các tính năng chụp ảnh và quay phim bằng cái điều khiển trên màn hình LED như thế này. Nút Mode ở trên núm Quick Control để tiến hành các thao tác. Nút Info ở đây sẽ chuyển đổi giữa chụp hình và quay phim. Thì với hai cái chức năng này thì máy ảnh Canon R không chỉ chuyển đổi được giữa tự động và manual như là của Canon R6, mà nó còn có thể áp dụng được các lựa chọn như TV ưu tiên màn chập, hay AV ưu tiên khẩu độ, FV ưu tiên bù trừ phơi sáng, hay là các lựa chọn custom 1, 2, 3 cho cả quay phim. Riêng với các chức năng này thì đã thấy là Canon R này hơn đứt so với con Canon R6. Máy ảnh Canon R chỉ có một khe thẻ, trong khi đó thì Canon R6 thì có tới hai khe thẻ. Nhiều bạn có thể nói là không cần thiết, nhưng mà với những người mà dùng nhiều ấy, mục đích khác nhau, thì việc phân loại giữa một thẻ để lưu ảnh và một thẻ để lưu video sẽ rất là thuận lợi. Rằng là hai khe thẻ của Canon R6 thì hơn hết Canon R. Với các đầu kết nối của hai máy ảnh thì đều có USB Type-C, một lỗ cắm mic, một lỗ cắm headphone, một lỗ cắm điều khiển và một lỗ HDMI. Tuy nhiên HDMI của Canon R6 là HDMI mini. Canon R6 thì có bộ chip xử lý mới hơn là DX10, trong khi Canon R thì chỉ có là DX8 thôi. Các bạn đừng bỏ qua yếu tố này nhé, bởi vì bộ chip xử lý DX10 cho phép máy hoạt động nhanh hơn rất là nhiều, đồng thời là cái nền tảng phát triển rất nhiều những tính năng mới, đặc biệt là xử lý các thao tác lấy nét này, tốc độ này, lấy nét để xử lý ánh sáng, lưu trữ màu, chất lượng file RAW thì sẽ có nhiều trong cái tính năng hơn hẳn so với DX8. Cảm biến của Canon R6 thì có độ phân giải là 20 megapixel, trong khi đó Canon R là 30 megapixel. Vì thế mà nếu chụp file RAW hoặc là ngay cả khi các bạn định chụp định dạng file JPEG thì kích thước của file Canon R luôn luôn lớn hơn Canon R6. Với độ phân giải như vậy thì hãy cùng nhìn bảng so sánh về kích thước các file ảnh RAW LM-S1S2 của hai ảnh. Giải ISO của Canon R6 là L50, cao nhất là 204800, quá nhiều so với Canon R. Chỉ có giải lớn nhất là đến 40.000 và H1 là 51.200 và H2 là 102.400. Với Canon R6 thì tốc độ phơi sáng ở cả ba loại màn chập là 1/8000 giây, tương đương với màn chập duy nhất của Canon R là Rolling Shutter, một cái loại tên gọi khác của EFCS. Màn chập cơ mechanical nó rất là hữu ích cho đảm bảo chất lượng hình ảnh khi mà chuyển động nhanh. Nếu mà bật chuyển động mà không nhanh ấy thì các bạn cứ yên tâm mà dùng Canon R, đặc biệt là những ai cần chụp
cảnh này, màn chụp cơ không phải là ưu tiên. Xong phần thứ nhất, chúng ta sẽ đến phần thứ hai, chụp ảnh của hai máy ảnh này. Trước khi nó đến cái khả năng lấy nét, chúng ta sẽ cần xem rằng là hai máy ảnh này được trang bị những gì cho các hỗ trợ lấy nét. Độ phân giải thì cao nhưng mà về khả năng chụp thiếu sáng hoặc là chụp tốc độ cao của Canon R này thì thua xa Canon R6. Canon R6 có tới 3 loại màn chụp là màn chụp cơ, màn chụp Electric First Curtain, tôi sẽ gọi nó tắt là EFCS, và màn chụp thứ 3 là màn chụp điện tử. Tốc độ chụp là 12 khung hình mỗi giây đối với màn chụp cơ và màn chụp EFCS. Còn khi chuyển sang màn chụp điện tử thì tốc độ sẽ là 20 khung hình mỗi giây. Thì trong khi đó thì Canon R chỉ có một loại màn chụp thôi. Loại đó giống như màn chụp thứ hai của Canon R6. Màn chụp này có tốc độ chụp là 8 khung hình mỗi giây và có độ phơi sáng tối đa là 1/8000 giây. Với Canon R thì chúng ta có thể tắt bật chụp hình yên lặng, còn đối với Canon R6 bạn không được lựa chọn. Trong khi bộ xử lý của Canon R chỉ là DX8, vì thế mà tốc độ chụp của Canon R chậm hơn thấy rõ so với Canon R6. Các bạn phải đợi 2-3 giây để Canon R xử lý ảnh JPEG và RAW. Trong khi Canon R6 thì chưa đến 1 giây các bạn đã có thể hoàn thành file RAW và file JPEG trong cùng một kích thước như nhau. Vì các đặc điểm này tôi đánh giá là Canon R6 thì sẽ phù hợp hơn khi chúng ta cần chụp những hoạt động và cần chớp chuyển động nhanh, hoặc chụp động vật hoang dã, hoặc là chim chóc, động vật, thú cưng hay là thể thao. Còn đối với Canon R thì phù hợp với những cái chuyển động mà chậm hoặc là phong cảnh, do file ảnh rộng sẽ cho ra khả năng xử lý chi tiết hơn. Điều này có thể thấy rõ khi mà Canon R6 thì có khả năng chụp mà H+, tức là Very High Continuous Photo, trong khi đó Canon R chỉ có thể chụp nhanh ở mức H, tức là High Continuous Photo. Về hệ thống IF Operation thì cả hai máy đều giống nhau và có hai tính năng là One Shot và Servo. Về khả năng nhận diện đối tượng thì Canon R chỉ có thể nhận diện được vào mặt và mắt người. Trong khi đó thì Canon R6 thì được bổ sung thêm khả năng nhận diện chi tiết hơn là nhận diện người này, động vật này và phương tiện đó. Về hỗ trợ chống rung thì khi chụp ảnh Canon R6 có, trong khi đó Canon R thì lại không có. Với Canon R6 thì chúng ta sẽ có thể các lựa chọn là tắt bật ổn định hình ảnh và lựa chọn cho việc chống rung cho quay phim hoặc là cho chụp hình hoặc là cả hai. Nếu các bạn có Canon R ấy, thì hãy mua một ống kính có hỗ trợ chống rung hoặc là ống kính có mở khẩu lớn hơn. Về khả năng chụp hình trong điều kiện thiếu sáng thì tôi thấy rằng là Canon R thì vẫn có điểm hơn. Exposure component của Canon R là -6-6.5, trong khi đó Canon R6 chỉ có từ -3-3 thôi. Chúng ta vẫn có thể điều chỉnh từ -6-6 tại Canon R 6 khi mà chúng ta bật tính năng chụp bracket. Một sự khác biệt khá hữu ích nữa giữa hai máy ảnh này là Canon R có thể chụp dual pixel RAW. Đây là một định dạng rất hữu ích khi mà chúng ta có thể chỉnh sửa tại cái vùng lấy nét, làm ảnh sắc nét hơn, hay là chúng ta có thể giảm hiện tượng ghost bóng ma ảnh với việc chụp dual pixel, khá phù hợp với chụp phong cảnh. Còn về focus bracketing là định dạng ảnh hỗ trợ cho việc stacking. Chúng ta có thể cài đặt tự động liên tục số lượng ảnh mong muốn tại những khoảng cách lấy nét nhất định. Tiếp theo là hai, đó là tính năng quay phim của hai cái máy ảnh này. Trên hình là các độ phân giải quay video và tốc độ ghi hình tương ứng của từng máy ảnh. Độ phân giải 4K thì Canon R6 có thể quay 4K ở tốc độ 60 khung hình mỗi giây, dễ hiểu thôi vì máy ảnh có bộ chip xử lý là DX10 nên ghi hình nhanh hơn. Cả hai máy đều bị crop nhưng mà crop rất là nặng ở Canon R. Về yếu tố này thì Canon R6 hơn đứt Canon R. Canon R còn có một cái khả năng quay tốc độ 24 khung hình mỗi giây chẵn với độ phân giải là 4K và Full HD. 24 khung hình mỗi giây là cái tốc độ khung hình phim và vẫn được sử dụng trong các máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp. Ngoài ra thì Canon R còn quay được video dạng HD kích thước là 1280x720, nhưng mà tôi nghĩ cái định dạng này gần như đã biến mất rồi. Và bằng chứng là các model đời mới không còn hỗ trợ quay những size video dạng này nữa. Canon R thì cũng có C-Log với hai chất lượng phim là 8bit và 10bit. 10bit để quay 4K và bạn cần phải có thiết bị kết nối chứ không quay trực tiếp với máy ảnh này. Trong khi đó thì Canon R6 thì có hai dạng quay C-Log, đó là C-Log thường và C-Log 3. Đến nay thì C-Log thường cũng đã không còn phổ thông nữa mà hiện nay các máy mới cũng đã bổ sung là C-Log 3 là chính. Vì C-Log 3 là cái phiên bản cao hơn của C-Log. Hai máy đều có khả năng quay chậm nhưng mà Canon R6 thì quay được chậm Full HD
trong 19,9 frames/giây, trong khi Canon R chỉ quay được ở kích thước video là 1280x720 frames/giây. Một điểm hơn nữa ở chế độ quay phim của Canon R6 là quay phim HDR, trong khi Canon R thì chỉ có thể chụp được HDR mà thôi. Tiếp theo là một số những cái sự khác biệt khác. Có một cái rất dở và làm tôi khá là khổ sở, đó là không thể dễ dàng kết nối máy ảnh Canon R6 với PC để làm webcam được. Bạn sẽ cần một cái app bên ngoài và adapter để chuyển thành webcam, không dùng được với iOS Webcam Utility. Nhưng với Canon R6 thì chỉ cần là cắm vào và nhận webcam luôn. Ngoài các kết nối cơ bản thì Canon R6 có thể chuyển ảnh lên FPT server. Cái này chắc chắn phù hợp với anh em nào mà cần phải đưa ảnh lên trang web hay là thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên blog. Đây là những cái đánh giá của tôi về máy ảnh Canon R6 và Canon R. Các bạn thấy còn những cái điểm gì khác biệt nào mà còn thiếu ấy, thì hãy comment lại để mọi người cùng tham khảo. Cảm ơn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.